Thân ái chào các bạn và chào các cháu. Hôm nay Ngọc sẽ hướng dẫn cho các bạn và các cháu làm sữa chua phần 3. Bây giờ ta bắt đầu. Trước tiên ta đổ một lon sữa đặc ra trong cái tô này. Tiếp theo mình đổ nước nóng vô đầy một lon sữa. Đây là một lon nước nóng vừa đun sôi xong. Bây giờ ta bắt đầu quậy sữa lên cho đều. Bây giờ tiếp theo là ta đổ sữa tươi vào trong lon. Đây là sữa tươi không đường các bạn và các cháu ạ. Một lon sữa tươi không đường. Bây giờ mình đổ nước nóng, nước nguội vào cho đầy đủ, cho đầy một lon. Tức là một lon sữa đặc, một lon nước nóng, vừa sữa tươi không đường, vừa nước lạnh là 2 lon, vừa nước nguội là 2 lon. Bây giờ ta đổ một hũ cái vào trong cái thau sữa chua này. Đây là hũ cái, là hũ sữa chua mình ăn hàng ngày. Và mình phải để chua thêm một tí nữa. Nếu mà các bạn và các cháu không có hũ sữa chua này thì ta có thể là mua hộp sữa Vinamilk. Nhưng mà ta ra chợ ta mua ở cái hàng nào mà họ không có tủ lạnh á, thì hũ sữa chua nó mới chua. Còn các bạn và các cháu cứ mua ở trong mấy cái hàng mà họ lấy trong tủ lạnh ra thì cái hộp sữa chua nó không có chua đâu. Làm nó khó được lắm. Mình ra chợ mình mua của mấy cái bà bán mà không có tủ lạnh á thì hộp sữa chua nó mới chua. Bây giờ ta quậy nó thật đều. Và ta dùng một ngón tay chảo ta thò vào. Trong này là ấm ấm thì là mình mới được. Đó, trong này ấm ấm là mình mới được. Chứ nếu mà nguội quá là không được. Bây giờ ta bắt đầu múc sữa chua vào trong cái hũ này. Mình múc được 14 hũ. Bây giờ thì mình bắt đầu đi đậy nắp hũ dầu ua vào. Ta đậy xong ta bỏ vào luôn.
Bây giờ thì mình bắt đầu đi ủ da ua. Giờ mình chế vào đây một cà men nước. Đây là một cà men nước nguội. Và bây giờ mình chế vô một cà men nước nóng. Một nóng một nguội tức là 50-50 nha các bạn và các cháu. Nó một nóng và một nguội tức là 50-50. Ta bắt đầu chế vào trong cái thau dâu vô này. Hơi ít nước ta có thể cho thêm. Nửa lon nước nguội và nửa lon nước nóng. Thì cũng là 50 và 50. Đó, mình chế tới cổ chai các bạn ạ. Mình chế tới cổ chai. Giờ ta bắt đầu đi ủ da ua. Ta lấy cái mền ta chụp lại. Các bạn và các cháu thân mến, trong khi mình ủ da ua 8 tiếng mình không được mở ra xem. Rồi mình phải dặn ở nhà không được cháu nào mở ra xem hết. Nếu mở ra xem không được và ta không thay nước, cứ để yên như vậy. Nếu mà ở các bạn và các cháu nào ở cái vùng nào mà lạnh lạnh thì ta có thể là xài nước nóng 70 độ. Còn như mình thì mình xài 50 độ. Bây giờ nếu mà ta không có hũ sữa chua thì ta xài cái này cũng được này. Cái hũ bằng nhựa mình mua ở hàng trà sữa Trân Châu á, cái hàng mà bán ly trà sữa Trân Châu như vậy. Đó. Cái này nó cũng có nắp nữa. Nhưng mà nếu nó không có nắp thì ta có thể dùng bao ni lông. Ta cắt bao lông ta bịt lại xong ta cột sợi thông lại. Hay là các bạn và các cháu có thể dùng ly uống nước cũng được, lon sữa bò cũng được, mà cái cà men này cũng được, cái gì cũng được hết. Ăn thua là mình ủ nước nóng bao nhiêu độ. Và nếu các bạn mà không ủ nước nóng thì ta có thể mua một cái thùng ủ da ua bán ở ngoài chợ đó. Thì mình có biết là có một cái thùng để ủ da ua cắm điện và ủ không cần nước. Nhưng mà mình chưa thấy cái thùng như thế nào hết, mình chỉ nghe nói thôi. Còn bạn nào và cháu nào có thể để trên trần nhà cũng được. Để trên trần nhà, không cần nước nóng. Mình thì mình nghe người ta nói thôi chứ mình cũng chưa có áp dụng theo công thức đó. Có người bảo là để trên trần nhà là cái hơi nóng nó không cần phải ủ bằng nước. Các bạn các cháu có thể mua cái này nè, rất là tiện. Nó có nắp nữa, rất là rẻ, 50 cái khoảng có 7-8 ngàn thôi, chứ không có đắt đâu. Và hôm nay đây thì mình cũng giới thiệu cho các bạn. Ngày hôm qua mình hướng dẫn các bạn làm bánh bông lăng chay, nhưng mình không giới thiệu bột. Thì hôm nay mình tiện đây mình giới thiệu cho các bạn là bánh bông lăng chay. Mình xài bột này này. Không biết mua, mình mua 2 gói là 70 ngàn. Mà không biết gói này 40 ngàn hay gói kia 30 ngàn, không biết. Cái gói này với cái gói bột mì đa dụng 2 gói là 70 ngàn. Mình nghĩ chắc gói này 40 quá. Và có nhiều cháu hỏi cô như vậy, hũ cái là hũ gì? Hũ cái là hũ sữa chua mà ta ăn hàng ngày. Hàng ngày ta ăn cái hũ đó là gọi là hũ cái. Nhưng mình phải để cho chua thêm một chút nữa. Tại vì nhiều khi mình trước khi mình làm thì mình phải nếm hũ dưa uống có chua không. Nếu nó không chua là không làm được. Và nếu các cháu mà mua không có hũ sữa chua này, mua hũ Vinamilk
có sẵn rồi thì ta phải mua cái hũ ở cái chỗ hàng nào mà họ không bỏ tủ lạnh á. Mấy bà bán ngoài chợ không có tủ lạnh thì ta nên mua. Còn những người nào mà họ bỏ trong tủ lạnh thì sữa chua nó không chua. Và mình cũng nên làm mình ăn. Chứ còn mua thì nhiều khi nó không có tốt đâu. Tại vì mình nghĩ rằng cái sữa chua họ bán ngoài chợ không biết làm sao mà nghiêng qua nghiêng lại nó cũng không bị long chân, nghiêng kiểu gì nó cũng không long chân. Còn sữa chua mình làm nó long chân thì mình cũng không hiểu họ cho cái gì. Và đúng ra thì hôm nay mình không có hướng dẫn làm sữa chua đâu, nhưng mà tự vì mình làm mình ăn là mình hướng dẫn luôn, cứ 3 4 ngày mình lại làm một lần. Cho nên là có người yêu cầu, có một cháu yêu cầu cô làm sữa chua lại đi, cho nên là mình tiện mình làm mình ăn là mình sẽ hướng dẫn luôn. Có mấy cháu là muốn mở quán chè ở gần trường tiểu học á, là muốn cô hướng dẫn nấu chè để nấu bán ở trường tiểu học, thì cô mai mốt cô sẽ cố gắng hướng dẫn các cháu. Cô thì nói đúng ra về món mặn thì cô không có rành lắm đâu, nhưng về món ngọt thì cô biết nhiều về món ngọt, tại vì cô bán hàng chè mà. Mà ngày xưa cô bán chè khổ lắm, không phải như bây giờ đâu. Ngày xưa các cháu biết không, cô bán chè mà cô bán trong hàng vải ấy. Từ năm 22 tuổi cô đã bán chè đậu đen, lần đầu tiên là cô bán chè đậu đen. Nhưng mà bán à, các cháu biết không, cái sạp vải ấy, mà chỉ cần nhìn qua cái gầm sạp vải thôi mà mấy thấy mấy thằng công an nó mặc cái quần quần công an là bắt đầu gánh gánh chạy rồi đó. Có hôm mà các cháu biết không, gánh chạy mà chảy máu chân luôn. Có hôm cô đang bán chè mà cô đang ngồi cái múc chè như vậy nè, cái múc chè cô bán cho người ta mà thấy công an nó tới là cô làm bộ cô cầm chén chè cô ăn luôn, cô cầm đi chè cô ăn luôn. Chứ bây giờ nếu mà không thì nó tới nó phạt. Mà mình nói là nó tới cô bảo vậy này, tôi đâu có bán chè đâu, tôi đi ăn chè mà, thế là nó đi. Chứ nếu mà mình bán chè là nó sẽ phạt. Cho nên là bán chè ngày xưa rất khổ, không phải như mấy cháu bây giờ mở quán mà đồ bán đâu. Cô là bán ở trong hàng vải ấy, mà cứ thấy nhìn ở dưới gầm sạp vải thôi mà thấy công an, thấy cái quần công an thôi chứ không phải là thấy nó nữa là bắt đầu gắn chạy rồi đó. Mà có hôm mà nó bắt cô trong đồn công an thu hết gióng gánh luôn, cái kỳ đó bắt hết nồi niêu xoong chảo bắt hết. Mà cô cũng lì lắm, đến chiều nó nhốt từ từ trưa đến chiều, nó bảo là mỗi người phạt 200 đồng hay 200 ngàn lâu lắm rồi, cô quên mất rồi, mười mấy 20 năm rồi, phải nói là 20 mấy năm rồi. Các bạn mà các cháu biết không, mấy người kia phạt 200 ngàn về hết rồi, còn có một mình cô thôi. Cô bảo vậy này, kệ nó, cho nó nhốt cô đến ngày mai luôn, cô không phạt, cô có tiền mà cô không phạt. Thế là ba cô mới đem tiền lên phạt, cô mới về. Không thì thôi cô cho nó nhốt cô tới ngày mai luôn. Cô nói trong bụng cô, tao không có phạt, để cho mày nhốt tao tới ngày mai luôn. Thế là ba cô mang tiền lên phạt cô về. Không phải như bây giờ mà bán buôn và sung sướng như bây giờ đâu. Ngày xưa bán khổ lắm. Có lần hả, nó thu hết gióng gánh vô, nó lấy hết luôn, không còn có một cái gì hết. Các cháu không tin cứ hỏi những người lớn tuổi như cô, là các cháu biết ngày xưa buôn bán khổ lắm, không phải như bây giờ. Cho nên bây giờ các cháu mà có điều kiện thì các cháu cố gắng buôn bán và học hỏi trên mạng. Chứ ngày xưa cô làm gì được học như vậy, không có ai dạy hết. Người ta làm nghề người ta giấu nghề lắm, chứ không có ai dạy đâu. Cô chỉ đi học lắm hay là tự tự làm, tự mò mày đó mà làm thôi. Thôi thì thời gian đã gần hết rồi, cô xin chào. Bây giờ mình xin chào tất cả các bạn, xin chào các cháu. Chúc các bạn và các cháu thành công.